Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á, trên màn hình các bạn đang nhìn thấy đây là một phiên bản cao cấp mới của chiếc Exciter 155 VVA. Thì phiên bản cao cấp mới này nó gồm có 3 màu. Màu vàng đen, các bạn nhìn thấy trên màn hình nè, với một cái màu đen bạc và một cái màu đỏ bạc. Thì đây chính là phiên bản màu vàng đen ha. Sở hữu là nước sơn bóng nha các bạn. Mới tinh luôn. Thì khi các bạn nhìn thấy cái màu mà nó ra mắt á, thì có nghĩa là những phiên bản tiêu chuẩn hay là phiên bản cao cấp cũ á, sẽ được dừng sản xuất, không còn sản xuất nữa nha. Bây giờ mình sẽ báo giá luôn chiếc xe này. Hiện tại thì Yamaha Thao Kỳ Hưng đang bán chiếc xe này với cái giá là 50.300.000, là giá đã bao gồm VAT rồi, nhưng mà chưa bao gồm phí biển số lăn bánh ha. Phần mão ở trên này là đen mờ nha các bạn, nó đen mờ nha. Những cái màu mà nước sơn mờ của da thì mình phải công nhận một điều là nó đẹp ha, nó rất là đẹp. Các bạn nhìn nè, rất là đẹp luôn ha. Đây, cái màu vàng ở trong màn hình các bạn nhìn thấy á, nó sẽ hơi ửng đỏ hơn so với ở ngoài một chút xíu. Như vậy thì có nghĩa là cái màu ở ngoài á, nó sẽ sáng hơn trong màn hình nha. Tem RC nè các bạn, đây là phiên bản cao cấp. Như vậy thì xe này sẽ sở hữu là cái khóa thông minh nè, cùng với một cái cổng sạc luôn. Cái phần màu vàng này á, mà các bạn chạy trên phố á, thì nó rất là nổi bật ha, nó sáng chói luôn đó các bạn. Thì những bạn nào mà có sở thích tươi mới ha, rực rỡ một chút, thì cái màu vàng này là vô cùng hợp lý luôn. Cái tem 155 á, thì nó cái chữ màu đen nó trong cái viền màu cam, cũng rất nổi bật luôn cái màu cam này. 6 số nè, đai siêu ha. Phần mà phối màu và phối tem của da thì mình không có gì để bàn nữa hết các bạn, nó vô cùng đẹp. Còn cái phần mà chữ X chính giữa này á, thì nó là màu sơn đen mờ, nó giống như cái bản xanh GB cũ của các bạn, màu xanh đen mờ, màu đen mờ ha. Đây là chữ VVA màu cam nè đó. Còn đây là tem RC, tem nổi nha các bạn. Ở trên này á, là chữ Exciter nè, cũng là chữ màu đen trong cái viền màu cam luôn. Chữ RC này được Yamaha tinh tế viền thêm cái viền màu cam nữa nè các bạn. Và đây là tem màu đen. Đó, các bạn nhìn là tổng thể xe nè. Những màu sắc kia có xe là mình sẽ review cho các bạn xem như thế này nữa nha, cũng như là báo giá cho các bạn luôn. Rồi cặp mâm á, vành trước và vành sau cũng đều được viền một cái đường chỉ màu cam luôn nha các bạn. Xe này mà các bạn mua để đi chơi Tết thì vô cùng hợp lệ và hợp lý, đúng không? Riết rồi á, cái màu nào mình nhìn mình cũng khoái hết trơn các bạn, mình rất là thích luôn, biết sao kỳ á. Đây, đó, mà nhìn góc này nè, đẹp không? Mình nói thiệt với các bạn nha, ví dụ như các bạn chạy ra đường á, mà bắt chợt các bạn nhìn thấy từ xa ha, cách khoảng chừng 50 thước, các bạn nhìn thấy một chiếc Exciter 155 này nè, nhìn từ phía trước đó các bạn, khi mà có người ngồi chạy á ha, thì cái phục trước nó sẽ lún nhẹ xuống, và khi đó các bạn nhìn chiếc xe nó rất là ngầu và rất là đẹp. Cái này là mình khen thật lòng đó các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nè, khi mà có người ngồi lên á, cái phục trước lún xuống xíu, đó, nhìn rất là ngầu luôn. Đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn phải không? Màu vàng đen. Cái màu này á, thì nó sẽ hơi đỏ hơn, đậm hơn một chút so với cái phiên bản màu vàng mà giới hạn. Cái bản màu vàng giới hạn đó các bạn thì nó sẽ sáng hơn nữa nha. Đây màu vàng giới hạn nè, vàng xám ha, nước sơn nó sẽ sáng hơn so với phiên bản lúc nãy. Mặc dù là trên màn hình các bạn nhìn thấy là nó hơi đỏ hơn nha, ở ngoài nó sáng hơn nữa đó các bạn. Đây mình quay trở lại nha, cái tông màu này là nó hơi đậm hơn một chút xíu thôi, có thể là một 9-10 á, chứ nó không đến nỗi là quá xa. Mà cũng có thể là vì những cái màu tem này nè các bạn, nó làm cho cái màu vàng mình á, mình nhìn khi mình nhìn vào á,
nó làm cho con mắt mình nó bị ảo giác á, tức là mình nhìn cảm giác như cái màu này nó hơi đỏ hơn xíu so với bài giới hạn các bạn. Đó, còn tem phía dưới nè, mình xin nhắc lại nha, Kỳ Hưng đang bán với chiếc xe này nè với cái giá là 50.300.000 là đã bao gồm VAT rồi. Phần yên á thì được lên cái chỉ màu cam luôn. Đó, bạn xem nè, chỉ màu cam luôn nha. Đây phía dưới. Bây giờ mình cho các bạn xem từ trên xuống dưới ha. Đây, khi mình nhìn từ trên xuống thì nó dày nè các bạn. Đó. Nhìn từ phía sau ha. Các bạn có muốn mình làm một video nói về vấn đề mà lựa chọn màu sắc cho từng cái mạng của mình, ví dụ như một người mạng thổ, một người mạng hỏa, một người mạng mộc chẳng hạn, thì nên lựa chọn màu nào để cho nó hợp? Cái này á thì mình chỉ mang tính chất là vui thôi, chứ đừng có nên quá tin dị đoan vào những vấn đề này ha các bạn. Nếu mà các bạn muốn á thì cứ comment cho mình sẽ có một video mình làm thêm cho nó tươi mới, cho nó màu sắc chút xíu ha. Rồi, kẹp phanh thì vẫn là màu vàng đồng nha. Một kẹp phanh, một bít tông phía sau và hai bít tông phía trước. Vì đây là cơ bản là bản cao cấp. Khóa thông minh, có ổ sạc và heo là hai bít tông. Đó. Đây, các bạn xem lại phía dưới này. Mình thích nhất ở trên chiếc xe này á, là cái phần bửng, cái phần ý bên hông nữa các bạn ha, rất là thể thao và rất là nét, cái phần này rất là nét luôn các bạn. Các bạn nhìn là từ phía trước nè, phía trước này thì đơn giản thôi, chỉ có một chữ RC bên này và hai bên là hai cái tem xám, đen xám ha. Ồ, đẹp không? Quá ngầu phải không? Đó, góc này các bạn nhìn nè. Siêu đẹp phải không? Còn về phía biển số á, thì nếu các bạn đang ở huyện á, thì chiếc xe này nó khoảng chừng là 1.3 triệu đến 1.5 triệu ha. Còn nếu các bạn ở tại thị xã Vĩnh Châu chẳng hạn thì phí nó khoảng chừng là 2 triệu. Còn nếu mà các bạn ở tại thành phố Sóc Trăng thì phí biển số nó sẽ ra khoảng chừng là 3.5 triệu khoảng đó ha. Mình sẽ để số điện thoại của bạn Hoa trên này nè các bạn, và địa chỉ cửa hàng ở dưới này, có gì các bạn cứ liên hệ với bạn Hoa ha. Số bạn Hoa là có Zalo luôn nha các bạn. Rồi ở trong phần mô tả mình sẽ trang thêm một cái Facebook của cửa hàng để các bạn hãy tư vấn dễ hơn ở đây nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ kết thúc video nha, quay trở lại chiếc xe này chút xíu nữa rồi mình sẽ kết thúc video. Xin chào các bạn luôn nha.